Không, thật sự ngồi kế Tuấn em thấy Tuấn dễ thương kinh khủng luôn á. Trẻ con lắm em. Nhìn ở ngoài bệ vệ nhìn tưởng đàn ông nhưng thật ra là baby boy. Cưng lắm em ơi, em mà về là em giáo dục nó lại từ đầu đó em. Tình anh đi. Từ đây đến cuối chương trình em có chọn được ai không, chứ hai đứa nó chọn nhau đó, tao nói thiệt em luôn á. Ê, có khi nào anh là bộ cũ của anh không? Em có cảm giác anh này nói chuyện với nữ chính, anh bị quạo nữ chính giống như kiểu tình địch đó. Kiểu ông này ông đang ghen với anh này là anh hiểu không? Anh hiểu cảm giác không? Không phải, anh tư vấn mềm cọc quá. Anh làm giữ cọc vậy? Không phải, không em xin lỗi, tại vì xin lỗi người ta kìa, đừng xin lỗi em. Anh nói chuyện hơi ngập ngừng, cái phát âm của anh cũng hơi là lạ. Tôi không biết anh ta có phải là người thuần Việt hay không, hay là bố Thái mẹ Việt kiểu vậy. Em ấn tượng cái đoạn mà anh đi qua hai người kia anh... À đoạn không nha, mặc quần jean hồi nãy, bố hồi nãy em thấy anh đi là anh xém té nha anh. Hồi nãy đi là em thấy anh xém té nha. Em nghĩ là anh đây có chủ và anh là một người rất là kỹ tính, cho nên là anh mới tắm xong mặc bộ đồ mới tinh tôm ra, sợ bị dơ cho nên sợ người ta đụng xong mặc đồ dơ. Ừ không à, tắm xong thì phải bận đồ mới chứ cái gì nữa. Sạch nên sợ đụng người khác bị dơ. Em thấy My nói đúng mà anh. Hai đứa này cuối dài ngày là nó của nhau, nó ngồi nó bên nhau kìa. Nhưng mà nhắc cái đồ tự nhiên em thắc mắc, hình như là năm anh này là bạn đúng không anh? Tại em thấy nãy thử chung một chỗ bán đồ á. Tuấn ơi, em nên tinh tế hơn một chút. Em thì em không nghĩ anh này màu xanh lá cây đã có chủ, còn nếu mà chưa có chủ thì là LGBT. Em nghĩ anh này là màu xanh lá cây, nếu như anh không có chủ thì anh là LGBT. Em về luôn đi Phát chứ ngồi đây chi mất thời gian. Nhưng em có thể gọi anh là mặt trời, vì yêu anh là em sáng suốt. Anh là mặt trời, yêu anh là em sáng suốt luôn. Xong đó em là mặt trời, yêu anh là em cháy nắng. Em thấy đây là một chàng trai rất ngôn tình anh ạ. À, thở ra một cái là văn thơ, thở ra một cái là có sự lãng mạn. Em không nghĩ là do cái oxy, là do biên tập bơm mà. Không, nếu một người bơm ấy học chắc không toát được ra cái vẻ thần thái anh. Cái giọng rất là trầm ấm. Ca sĩ mà. À, đúng rồi, hát hay nữa. Sao lại hoàn hảo thế nhỉ? Mới dòng một thôi là mình chốt luôn không ạ? Em thấy cuối cùng là màu đỏ hay màu xanh? Một tím là không rồi đúng không? Tím là không rồi. Nhưng mà em đang phân vân là đã có chủ rồi. Ái à, lắc đầu nhẹ chứ đấy. Em nãy giờ em để ý cái cách bạn tỏ tình đó, kiểu em có được rất nhiều hành trang cho bản thân mình luôn á. Ủa là sao? Là em đi học chiêu của người ta đó hả? Dạ đúng rồi anh, đáng lẽ là em đứng đó mà tại vì hết chỗ em mới ngồi đây mà. Tuấn ơi, có nghĩa là chương trình mời em tới là để bàn về anh này cho cô ta hiểu, chứ phải mời em tới để học. Nếu em muốn học thì anh xin mời em ra một khóa để chị Ly Giang dạy lên em cách trải qua cuộc sống như thế nào, em hiểu không? Bớt rảnh lại. Không có, nếu như nói về bản thân em khi mà em thấy anh này nha, tay của anh dịnh đây rất là chắc và cái cách cầm cơ của anh rất là chắc. Nó không phải là dân mới biết chơi bida, nó phải là một người chơi bida rất là lâu rồi đúng không anh? Là thục bách phát bách trúng đó. Dạ đúng rồi. Mà anh thục người nào là chết người đó, tại vì bản thân em thục người ta không chết nên em mới độc thân. Em thục người ta không chết nên em mới độc thân. Thục người ta không chết nên em mới độc thân. Còn anh thục người ta chết chắc chắn là đã có chủ rồi. Một cái môn như bida mà em không biết chơi thì bậy quá Tuấn ạ. À. Không, thật sự ngồi kế Tuấn em thấy Tuấn dễ thương kinh khủng luôn á. Trẻ con lắm em. Nhìn ở ngoài bệ vệ nhìn tưởng đàn ông nhưng thật ra là baby boy. Tuấn nó có 6 tuổi rưỡi thôi. Em phải tin anh. Ủa anh, em 6 năm chưa yêu rồi anh kêu 6 tuổi là thấy em. Thấy cưng ghê anh. Cưng lắm. Em ơi, em mà về là em giáo dục nó lại từ đầu đó em. Tình anh đi. Từ đây đến cuối chương trình em có chọn được ai không, chứ hai đứa nó chọn nhau đó, tao nói thiệt em luôn á. Khi mà xem cái video của anh chàng này á, cái kiểu còn độc thân, không có thời gian dành cho cô gái của mình, mà chỉ có thời gian để dành tìm hiểu rất nhiều cô gái. Tại vì sưu tập rất là nhiều những câu thả thính. Lý do mà em quyết định dơ cái bảng màu xanh này là em có biết một cái bí mật của anh chàng này. Cái bí mật này sẽ được bật mí hay nhất vào khúc cuối cùng. Gì vậy ta? Phát ơi, em đưa trailer ra hơi bị hấp dẫn nha Phát nha. Ê, có khi nào anh là bộ cũ của anh không? Rồi nhiều khi Tuấn nó nói cũng có lý đấy, anh cũng nghi nghi đấy. Em thấy anh này bước ra anh kiểu anh ướng người ghê lắm. Rối luôn. Trong ánh mắt anh... của anh Phát là có sự long lanh và nhớ về những cái miền ký ức nó không được đẹp cho lắm. Rồi. Nè, bình thường anh cười nãy anh đâu có che miệng đâu, giờ anh cười anh che miệng là sao? Đúng rồi đấy, cái mắt long lanh, cái miền ký ức này không đẹp cho lắm. Có một chút bạo hành hay sao ấy. Kiểu bắt kìa. Nè.
đầy tiền, mặc dù là chúng ta chưa có một cái căn cứ gì để mà chúng ta tin nhau. Phát nói với tiền không biết tưởng tiền em gái nó không, em ruột nó không. Mới rồi mà thân đi như là em ruột gia đình. Đầy tiền nghe anh nói kiểu gì ờ. Em có cảm giác anh này nói chuyện với nữ chính, anh bị quạo nữ chính giống như kiểu tình địch đó anh. Kiểu ông này ông đang ghen với anh này là anh hiểu không? Anh hiểu cảm giác không? Không phải. Anh tư vấn mềm cọc quá. Anh làm giữ cọc vậy? Không phải. Không, em xin lỗi tại vì xin lỗi người ta kìa, đừng xin lỗi em. Hồi nãy có ai để ý không? Anh đóng MV với lại Bích Phương đó. Người ta có thể có tâm hồn nghệ sĩ một chút nhưng mà người ta là một người đàn ông thành đạt anh. Bích Phương đâu thể nào đi kiếm một người đã có chủ MV. Mà cái MV đó mấy năm trước rồi anh. Với lại thông tin này của anh Thành cho em thay đổi quyết định được không ạ? Ê, thông tin của anh mới làm em rối nè. Nhưng mà anh Thành đưa cái hint lúc nãy đó thì em quyết định là thôi cứ mạo hiểm một lần, xin lỗi anh. Em thấy nãy anh xin nói một ý rất là hay nè, là anh này đóng MV Bích Phương mà em nhớ lại là cái khúc mà Bích Phương ôm anh này, anh này có một chút ngại nha. Ví dụ ai là Bích Phương đâu? À Phát là Bích Phương cho. Phát là Bích Phương cho. Nếu mà em yêu anh. Ok. Đúng không? Em sẽ dày. Nhìn thẳng cái mắt anh. Hồi nãy anh dày nè. Không phải, tại cái bài hát đó là cái bài hát mà Bích Phương bị phụ tình. Nếu mà là em yêu anh. Ok. Em sẽ dày. Nhìn thẳng cái mắt anh. Phải, tại cái bài hát đó là Bích Phương bị phụ tình. Trời ơi, diễn viên ta diễn theo nội dung của MV. Cực nó phát hiện cái to thì đó là nhà tài trợ. Nó phát hiện cái MV của người ta, nó bắt bẻ người ta thì cái MV của người ta là bị phụ tình. Tuấn ơi, anh nói thiệt á, em á là hồi nãy là nói sáu chứ bây giờ em có 5 tuổi thôi. Em mượn gì mi là Bích Phương đi để em sẽ thấy nó khác liền. Nào thí dụ dựa vào coi. Đó, thí dụ dựa vào coi. Diễm mi là nó dựa vô nó muốn ngủ luôn ở trên nó luôn, nó không muốn buông luôn, em thấy chưa? Tụi nó cuối giờ hai đứa này thế nào cũng vậy với nhau. Đón xem Người Ấy Là Ai 2022 lúc 20h thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Giấc Mơ Của Mẹ phát sóng 20h thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.